Hô, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Nhân Mập. Và hôm nay mình sẽ review về món đu đủ ti hi. Trời ơi, nó ngon quá, xuất sắc. Đây, đây mọi người, rất ngon nha. Đây là mình sang cho mọi người coi. Ừ, cay chua chua ngọt ngọt, rất ngon luôn nè mọi người. Ừ, cái gì ta, cũng không biết nữa. Nó giòn giòn không ngon. À, nước này là cá khô, giòn giòn không ngon mọi người. Ngon. Đủ hềm, đào đào. Nha mọi người. Đây. Ngon quá. Đúng ngon nha mọi người. Tất cả. Rồi không sao, lấy miếng khác. Ngon quá. Thử chuẩn bị ra nước coi. Quá ngon. Đây. Đây chính là gói đu đủ. Ta hàng từng miếng từng miếng. Vậy nha. Ngon quá. Ngon quá mọi người ơi. Cái cây. Rất ngon nha mọi người. Quá ngon. Xúc xắc. Cháy còn bị chết cùng. Rồi. Thế là thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Và mọi người thấy video này hay, nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Rồi thì bye bye mọi người.